được Trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tín nhiệm, thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và phân công ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đắk Lắk, Đại tá Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu, cam kết luôn kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường đổi mới của Đảng và các nguyên tắc xây dựng Đảng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đề ra chương trình hành động cụ thể, thiết thực, trong đó có nhiều nội dung quan trọng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn xây dựng nền an ninh nhân dân vững chắc. Những chủ trương biện pháp cùng với cấp có thẩm quyền địa phương khắc phục và giải quyết triệt để những vấn đề cử tri đang quan tâm hiện nay. Tôi nhận thấy những vấn đề cử tri quan tâm như chất lượng, hiệu quả của bộ máy công quyền nhà nước có nơi chưa tốt, cải cách thủ tục hành chính còn chậm, tình trạng tham nhũng và vẫn còn xảy ra ở một số cán bộ công chức, kinh tế phát triển chưa bền vững, trong đó nền nông nghiệp như áp dụng khoa học kỹ thuật còn chậm, chưa kịp thời nghiên cứu phát triển ứng dụng các loại cây chất lượng cao, mô hình nông nghiệp 4.0 chưa nhiều. Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri khắc phục trong thời gian tới. Trên cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu, thời gian qua, Đại tá Lê Ngọc Hải luôn nỗ lực phấn đấu hết mình cùng với tập thể Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, quán triệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các chủ trương giải pháp, xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang quân khu, tinh gọn mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần giữ vững ổn định quốc phòng an ninh, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế xã hội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đại tá Lê Ngọc Hải luôn chủ động nghiên cứu, nắm dự báo đúng tình hình, tham mưu cho Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng xử lý các tình huống trên biển, biên giới, nội địa, trên không và không gian mạng, không để bị động bất ngờ. Tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, điều động lực lượng tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai. Có nhiều giải pháp hỗ trợ các địa phương khống chế, ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang quân khu, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn chiến lược miền Trung Tây Nguyên. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân